bạn nhỏ nhà mình, bạn ấy từ khi mà học online nhiều cái năm dịch giã, thế ngoài ra bạn ấy còn điện thoại rồi bạn ấy tivi máy tính bạn ấy học suốt thế, nhưng mà đúng là mắt bạn ấy cho đến tận bây giờ kể cả đi kiểm tra rồi vẫn chưa vấn đề gì. Con kiến ở trong kiến gió thì ở trong cốc nước, mình pha sơ cho nó mà nó còn nhìn được con kiến, mà làm gì có kiến ở đâu, thế mà nó lấy chìa nó gạt ra con kiến rồi mình nhìn mãi mới ra. Mắt nó tinh đến thế cơ mà đấy. Dạ. Thế còn mẹ mình thì mình cũng đã chia sẻ rồi từ cái chương trình mà nói về về mắt ý, thì mẹ mình cũng đã chia sẻ trực tiếp đấy. Thì thực sự là mẹ mình thì cái năm bị tai nạn thì đã mất một mắt rồi, mà mắt giả mắt nhựa, còn một mắt thì còn có 2/10, mà chả hiểu sao mà mẹ chỉ có ra đường thì đeo kính gió chắn bụi thôi, chứ còn ở nhà thì cứ sâu kim khâu vá suốt ngày mới phải viết nách chả kính gì cả, Hay thế mới lạ chứ. Dưới ánh điện tiếp này thôi chứ không phải là bóng đèn thì phải gần đâu, mà cụ vẫn sâu kim khâu vá, tối đến 11 giờ vẫn còn lần sau vẫn còn dụng đi ngủ, không đi ngủ. Thế mới nhỉ. lạ. Mẹ chồng thì 94 nhưng mà mắt tinh lắm, 94 tuổi ở nhà vẫn một mình, vẫn cơm cháo chứ chả chịu đi với thằng nào, nhưng mà mắt tinh lắm, nằm ở trong nhà mà nhìn đứa nào ngoài sân từ ngoài cổng xa thì đi vào cũng nhìn thấy, cũng nhận ra thằng nào, thế mới lạ chứ. Coi là Dạ. các con các cháu còn ngạc nhiên hết cả lần. Đấy, mà đấy là Câu bà còn chỉ có chuyện mỗi của u cô lùn cái gói gì gói tóc rồi đây, Dạ. trong đó chỉ có 2 viên omega 3 thôi đấy. Mình cảm thấy là rất là may mắn, rất là biết ơn dòng sản phẩm omega 3. Nhưng ngoài